Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda 3 sedan nhé. Dòng xe thuộc phân khúc cỡ xe sedan của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 7, tức ngày mùng 7 tháng 7 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda 3 sedan này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe phân khúc cỡ xe luôn đứng top 1 của cái phân khúc cỡ xe này để cho anh em có thể nắm được. Hiện tại Mazda 3 sedan được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản 1.5 Dynac này, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda 3 sedan này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Elantra, cạnh tranh với chiếc xe Kia K3 hay là với chiếc xe Toyota Altis, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình và có sự lựa chọn tốt nhất với những cái dòng xe mà anh em đang cảm thấy phù hợp. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Dynac. Bản này thì đang có mức giá là 579 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 616 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu, trả góp thì đang là 163 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 592 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Hiện tại với cái chính sách bán phân vùng thị trường thì em chỉ hỗ trợ cho những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những anh em ở tỉnh thì vui lòng xem và tham khảo kênh của em và ra đại lý gần nhất ở nhà mình sinh sống để cho các bạn tư vấn bán hàng ở đó hỗ trợ anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda 3 sedan 1.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 624 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này, bên em vẫn hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốt anh em ạ. Hiện tại cái chính sách giá bán đang được hỗ trợ tăng cường khi mà anh em phải ký chờ. Và thời điểm này anh em bắt buộc phải ký chờ thì anh em sẽ được tiết kiệm đâu đó lên đến 37 triệu, 38 triệu anh em nhé. Thời điểm này thì cực kỳ thích hợp để cho anh em vào cọc. Vì làm sao ạ? Vì cái quyền linh động nó còn rất tốt khi mà nó xa cái thời điểm chuẩn bị giảm thuế anh em nhé. Đó, nên là thời điểm này anh em quyết đoán để vào cọc đi anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 663 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 657 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 639 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.5 Luxury. Và phiên bản này anh em nếu được ưu đãi kép ở thời điểm này thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 58 triệu anh em nhé. Lên đến 58 triệu, cực kỳ tốt ở thời điểm này để anh em vào cọc. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda 3 sedan 1.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang được điều chỉnh cái mức giá giảm tiền mặt này, tặng anh em bảo hiểm thân vỏ này, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 743 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 736 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 719 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Hiện tại cái phiên bản 1.5 Premium này, anh em đợi thuế sẽ tiết kiệm lên đến 42 triệu,
kèm cái ưu đãi của bên em nữa, lên đến 60-70 triệu anh em nhé, lên đến 70 triệu cả quà tặng cả bảo hiểm ở thời điểm này. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em. Anh em ạ, em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.